Chào mừng quý vị và bạn quay trở lại với kênh channel của Bá Hùng, một kênh chuyên review cũng như giới thiệu những sản phẩm âm thanh và những sản phẩm công nghệ mới nhất, cập nhật thường xuyên nhất tại kênh Bá Hùng Review. Và rất vui là trong cái clip đầu tiên, em Bá Hùng giới thiệu đến với những anh em những chiếc iPhone 12 mini có cả hàng mới và cả hàng lướt. Thì hôm nay rất vui đã có 3 đơn đặt hàng từ những vị khách hàng thường xuyên mua hàng tại shop Bá Hùng Audio, rất là quen thuộc và đã ủng hộ cho em Bá Hùng 3 chiếc iPhone 12 mini. Trong đó thì có 2 chiếc hàng lướt pin còn 99%. Đó, còn 99% luôn. Đó, và một chiếc hàng mới của một anh khách ở Bắc Giang, anh Tuấn, và một anh khách ở Đà Nẵng là anh Long, kèm theo một anh khách ở Bắc Ninh là anh Giang. Vâng, xin cảm ơn ba anh đã ủng hộ cho em Bá Hùng. Và với cái mức giá em Bá Hùng giao lưu với anh em là iPhone 12 mini đó, phiên bản 64GB, thì có giá là 14 triệu cho một chiếc máy mới và 12 triệu cho một chiếc máy cũ. Máy cũ, nói là cũ nhưng nó là như mới, thưa quý vị bạn. Đó, rất mới luôn ạ. Một sản phẩm rất là đẹp, nhỏ gọn, các anh mua về cho tặng bạn gái, tặng người yêu, tặng các chị đó, và hoặc là mua cho các cháu cũng rất là ok. Không chỉ có thể dùng cho phụ nữ mà chúng ta dùng thêm sim cũng rất là ok. Hoặc là nếu như anh em nào mà yêu thích những chiếc iPhone 5 trở về trước ấy, thì sẽ cực kỳ thích chiếc này, bởi vì nó làm gần kích thước gần như là iPhone 5 và có kiểu dáng gần giống, nhưng cấu hình lại là iPhone 12. Đó, anh em dùng đặc biệt là yên tâm luôn ạ. Chúng ta dùng thêm sim hay là dùng chính cũng rất là ok, cấu hình rất là mạnh luôn. Đó, và chụp hình, chụp ảnh, tất cả các thứ đều rất ok. Và đây là hàng còn bảo hành tới tháng 12, còn hàng mới thì bảo hành 1 năm cho anh em sau khi kích hoạt. Đó, và bây giờ thì em sẽ tiến hành đóng hàng để gửi cho các anh ở Bắc Giang, Đà Nẵng và Quảng Ninh. Sau đó thì sáng mai em sẽ gửi cho anh em luôn. Cũng thật sự là rất may mắn, cái clip đầu tiên sau khi rất nhiều năm làm audio và em có review dấn thân qua ngành mobile để chia sẻ và giới thiệu với anh em những cái sản phẩm điện thoại chất lượng mà giá hợp lý nhất cho anh em, và đặc biệt là hàng công ty ạ. Đó, nhưng cũng được sự may mắn của các anh em đã ủng hộ cho em Bá Hùng, bởi vì thực sự là audio thì em làm rất lâu năm rồi, cho nên là cũng có nhiều anh em giao lưu và anh em đã quen biết nhau rồi, cho nên là anh em cũng thường xuyên ủng hộ thiết bị âm thanh. Thì hôm nay thì các anh cũng yêu ái em Bá Hùng và đã ủng hộ thêm cả điện thoại cho em nữa. Đó, em có động lực kiếm về những chiếc máy giá tốt nhất để giao lưu với anh em. Đó, và chiếc iPhone 12 mini này tại Thế Giới Di Động thì hàng mới đang bán là hơn 18 triệu. Nếu như mua online thì chỉ còn gần hơn 16 triệu. Đó, nhưng tại Bá Hùng Audio, một sản phẩm như thế này em chỉ giao lưu với anh em mức giá là 14 triệu đồng thôi ạ. Một sản phẩm mới. Còn sản phẩm dùng lướt thì giá chỉ có 12 triệu đồng thôi, tiết kiệm rất nhiều, vẫn còn bảo hành nguyên tới tháng 12. Hàng mới thì bảo hành 12 tháng luôn. Audio thì em vẫn cập nhật thường xuyên. Đó, và hôm nay thì cũng có về hai những sản phẩm đến từ đất nước Ý, thật là tuyệt vời. Bác nào có nhu cầu thì cũng rất mong được anh em ủng hộ em thêm cả các cái thiết bị âm thanh nữa. Đó. Thực sự chia sẻ với anh em là mùa dịch thì thiết bị âm thanh về hơi khó khăn. Đó, hơi khó khăn. Cho nên là cũng sẽ ít hơn bình thường một chút. Đó. Chủ yếu là bên em dạo này về được âm ly và đầu CD, do bên em ship thẳng từ Nhật về. Loa cũng có về được, nhưng phải tìm được những cặp loa thực sự là giá hợp lý thì mới dám ship về, bởi vì cái chi phí ship nó rất là cao. Rất là cao, mùa dịch này ship cực kỳ cao luôn ạ.
Ngoài ra những cái shop mà không không ship thẳng được hàng ấy thì chắc chắn là mùa dịch này sẽ không có hàng để bán đâu. Đó, và chỉ có những anh em nào mua thẳng được hàng đó thì mới có những cái sản phẩm về để phục vụ cho anh em chơi thôi. Và ngày mai thì Sài Gòn cũng đã dần nới lỏng đó, thì chính vì vậy thì một số hàng audio em cũng sẽ nhận ship được cho anh em, nhận ship được cho anh em. Hôm nay thì em cũng túc tắc ship loa âm ly gửi cho các anh em ở các tỉnh phía Nam. Dịch bệnh thực sự là rất là khủng khiếp, đúng không ạ? Ảnh hưởng nặng nề tới con người và tới mọi mặt của đời sống của chúng ta. Cho nên là chúng ta hãy hết sức là cẩn thận để mau chóng coi như là vượt qua cái đại dịch này. Ngoài ra thì em sẽ làm nhập thêm nhiều hơn nữa điện thoại về để giới thiệu và giao lưu với anh em trên toàn quốc. Rất mong được anh em hãy ủng hộ và bên em có ship toàn quốc cho anh em ạ. Ship toàn quốc luôn ạ. Anh em yên tâm, có ship COD toàn quốc, anh em chỉ việc nhận hàng và thanh toán tiền thôi. Đó. Và em sẽ cập nhật thêm nữa nhiều mẫu điện thoại để anh em có thể mua được những cái mức giá tốt nhất. Và cái kênh Bá Hùng này em cũng sẽ thường xuyên up những video clip có nhạc lên để giao lưu với anh em, để anh em nghe và ủng hộ cho Bá Hùng Audio. Nói chung là lần đầu tiên chuyển qua điện thoại nhưng mà thực sự là cũng rất là may mắn, cũng được các anh em tin tưởng và ủng hộ. Nếu như mà một người mà không tức là chưa kinh doanh online thì chắc chắn rằng sẽ rất khó có cơ hội được anh em ủng hộ. Nhưng em Bá Hùng cũng có cái may là em đã bán thiết bị âm thanh khá là lâu rồi, trên thị trường audio thì rất nhiều người chơi và biết đến em, cho nên là cũng chuyển qua làm thêm màn điện thoại thì cũng may mắn là được anh em ủng hộ luôn. Và cái chương trình tặng đĩa CD ấy, thì vẫn còn số lượng, để em kiểm tra lại chưa chính xác, nhưng vẫn còn những chiếc đĩa để tặng nữa. Cho nên là anh em nào muốn có sở hữu những chiếc đĩa CD do chính em Bá Hùng biên tập, đó là đĩa CD Ngày Đó Xa Rồi, một đĩa CD cực kỳ chất lượng gồm 14 bài hát rất là hay, thì hãy liên hệ với em để em gửi tặng cho anh em. Bởi vì cái trên YouTube này ấy, thì không hiểu tại sao nhưng comment số điện thoại ra thì sẽ bị ẩn luôn, em cũng không hiểu vì sao, hay là có đối tượng nào họ hack cái kênh Facebook của kênh YouTube của em để lấy thông tin để bán cho khách hàng hay sao. Nhưng mà cứ comment số điện thoại thì mặc định là sẽ bị ẩn, em cũng không hiểu vì sao nữa. Có bác nào dành về YouTube thì hướng dẫn giúp em đó. Chính vì vậy thì rất nhiều anh em comment nhưng em không lấy được thông tin, thì anh em hãy vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin trực tiếp cho em để em gửi đĩa CD cho ạ. Số lượng cũng chỉ còn vài chiếc thôi, cho nên là anh em hãy nhanh tay, bởi vì đĩa CD này thực sự là tâm huyết của em, và nó cũng là một trong những cái đĩa CD em cảm thấy rất hay mà em thường xuyên dùng để test thiết bị âm thanh luôn. Đó, chính vì vậy thì cũng được anh em rất là thích luôn. Đó, cho nên là bác nào mà thích thì hãy liên hệ với em ngay để em gửi tặng quà cho anh em nhé, nhân dịp khai trương cái lô điện thoại đầu tiên đó, thì cũng rất là may mắn cũng đã được anh em ủng hộ. Và điện thoại thì bên em cũng có ship COD toàn quốc cho anh em luôn ạ.
ship sale deal toàn quốc luôn. Anh em chỉ việc cọc và nhận hoàng hàng rồi thanh toán nốt tiền. Bây giờ thì bán online cho nên là chúng ta mua bán cũng rất là dễ dàng luôn. Ở bất kỳ nơi nào cũng có thể mua và giao lưu được. Và tất cả điện thoại 12 mini này thì bên em đều là hàng chính hãng, thưa quý vị bạn, chúng ta có thể bảo hành bất kỳ nơi nào đó. Và chúng ta bảo hành toàn quốc, thưa quý vị bạn. Và máy mới thì bảo hành là 1 năm, còn máy cũ thì còn bảo hành đến tháng 12. Và mai em sẽ lên đơn gửi cho các anh đã đặt hàng iPhone 12 mini đó. Thì rất mong là được anh em tiếp tục ủng hộ em Bà Hùng để em có cơ hội để phục vụ anh em được tốt hơn. Và cũng sưu tầm được những chiếc máy ngoài thiết bị âm thanh thì em còn sưu tầm điện thoại để phục vụ cho anh em với cái mức giá hợp lý nhất và chất lượng nhất. Đó. Ngoài ra thì âm thanh audio bên em vẫn cập nhật thường xuyên hàng ngày với những sản phẩm về thường xuyên. Đó. Các bác có nhu cầu thì cũng rất mong hãy ủng hộ em Bà Hùng theo cả hai kênh. Xin cảm ơn anh em rất nhiều.